Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và ngày hôm nay thì Banana Free Fire cho phép chúng ta nhận lời thề hoàng kim cộng thêm quả katana thần bí với giá rất là rẻ, right? Nạp 500 kim cương, đấy, được free luôn thanh kiếm, được không anh em? Đấy, nói chung là cái thanh katana thần bí này ấy, thì theo mình nó thuộc dạng là top 3 thanh katana đẹp nhất trong Anna Free Fire, mà mất có 500 kim cương tội gì không úp. Còn đấy, lời thề hoàng kim ấy, thì có lẽ là cái sự kiện, cái tính năng lời thề hoàng kim này có lẽ Banana Free Fire nên nâng cấp thêm, tại vì cũng lâu lâu rồi họ không nâng cấp cái tính năng này. Mấy bộ trang phục đấy anh em đã lấy full hết rồi. Đấy, đây, katana thần bí, katana bì thần, được nó không anh em? Thanh này rất đẹp luôn, thanh này một trong thanh rất đẹp. Và nói chung là không mua thanh này thì tôi cũng không biết là anh em có định mua thanh gì nữa. Với cả lần này bên Katana Free Fire để cái giá katana thần bí khá thơm, nên là nạp 500 kim cương vào nhận được ngay thanh katana thần bí này. Quá thơm luôn, quá thơm, đội bàn cơm. Đấy, bây giờ còn cái này còn không thơm thì còn cái gì thơm nữa anh em? Đấy, cái này không thơm thì còn cái gì thơm nữa? Từ đây so với cả thanh katana hỗn mang thì thậm chí là thanh này trông nó còn đẹp hơn. Đấy, nhưng mà không hiểu sao mình cảm giác thanh katana hỗn mang trông nó dài, trông nó to dài hơn, còn thanh này nhìn nó ngắn hơn nữa ở mấy thanh kia anh em ạ. Đấy, anh em để ý cái thanh này bên Katana Free Fire làm nó ngắn hơn nhá. Đấy, hiệu ứng thì rất đẹp và cái hình dạng kiếm thì nó cũng sẽ được thay đổi. Đấy, quá đẹp luôn, không phải là mà chê vào đâu được. Đấy, quá ngon, độ bán son thơm bơ thơm bơ. Đây là còn đòi hỏi gì nữa, đỉnh của chóp, chọc của đỉnh luôn. Thì đấy là cái thanh katana. Thì không biết là anh em cũng đã gọi là làm hết cái nhiệm vụ ngôi sao này chưa? Đấy, làm hết nhiệm vụ ngôi sao này chưa? Đấy, bên Anna Free Fire thì hôm nay họ bổ sung thêm một số những cái phần quà trong vòng quay vàng. Ví dụ như là MP40 sấm sét mà chỉ được 3 ngày thôi. Đấy, chứ không có chuyện là bổ sung thêm súng vĩnh viễn đâu. Có một số bạn đặt câu hỏi cho mình là cái vòng quay này nó có bổ sung thêm súng vĩnh viễn không? Thì mình cũng khẳng định luôn với anh em luôn mà ngay là chỉ có duy nhất khẩu phong hỏa luân thôi. Ok, thì ở trong cái sự tứ đại chiến hữu beast này ấy, thì anh em sẽ thấy là không biết anh em hoàn thành hết chưa, tôi chưa hoàn thành hết tại vì tôi chơi một số trận được có một sao anh em ạ. Đấy, thì có cái khẩu MP5 thỏ quậy này, thì cái khẩu này ngày xưa ấy bên Anna Free Fire cho chúng ta nạp thẻ nhận free rồi, nhưng mà bây giờ ấy thì khi nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục nhận ấy thì nó sẽ cho chúng ta một cái khẩu 7 ngày, nhưng mà vẫn đúng chỉ số nha anh em nhá, vẫn là tốc độ bắn cộng độ chính xác. Đấy, giảm tí tầm xa. Đấy, vẫn là đúng chỉ số chứ không phải bị nhầm chỉ số như khẩu M4A1 hỏa ngục. Còn cái vụ mà khẩu M4A1 hỏa ngục ấy thì bị nhầm chỉ số thì cũng không thấy bên Anna Free Fire nói gì. Đấy, họ bơ luôn. Đấy, họ là bơ luôn anh em ạ. À, ảo thật đấy. Đấy, bơ luôn, chịu thật luôn. Ok, nào đi kiếm thanh katana thần bí nào. Cái thanh katana thần bí thì cái thanh katana thì dạo này nó cũng hiếm hơn. Dạo này mình toàn nhặt là lưỡi hái thôi. Đấy, lưỡi hái chứ còn katana dạo này hơi hiếm anh em ạ. Đây rồi. Đây rồi, đôi giày ngon luôn, ngon luôn. Team tôi có hai thằng nhân ngu với cả thằng SL què. Đấy, nó quit game rồi anh em ạ. Đấy, còn mỗi ông Boy XS Man, đấy, Boy Sir Man. Đấy, chả biết là đang làm gì ở trên kia đó. Vâng, khổ thật sự. Và trận đấu quá căng thẳng luôn. Vừa vào phát hai thanh niên thì mình quit. Đấy, mà mình còn nhảy cái chỗ gọi là đông người nữa, bó tay chấm com. Trận này xác định là tầm này nó làm solo squad rồi. Đấy, tầm này chơi con game này xác định nó làm solo xì quát rồi anh em ạ. Khổ lắm luôn. Đấy, chả bao giờ gọi là được gọi là chơi một cách nó thoải mái. Đồng đội tìm toàn là những cái ông vừa vào phát quit luôn. Mà chả hiểu sao có một số bạn cứ vào xong rồi quit để làm gì. Đấy, cái này tôi cũng chưa hiểu. Đấy, tôi cũng chưa hiểu. Ok, có người. Ok, có người. Mày chết. Mày đứng đây là mày dở rồi. Ui dồi ôi, một viên vào lưng. Đấy, nằm ngay. Làm chạy đâu con sâu. Ui dồi ôi, Thành Quyên. Thằng này vẫn còn đồng đội cơ mà. Thằng này nó vẫn còn đồng đội loanh quanh ở đâu đây. Quá nguy hiểm luôn, mà chạy đâu được. MP5X bắn nó phải gọi là hết nước chấm. Đấy, ngon ngay. Ông đồng đội team mình trông lại có vẻ AFK rồi anh em ạ. Đấy, trông AFK rồi, anh em thấy kiếm chém đẹp không? Đấy, thanh kiếm rất đẹp luôn. Sau khoảng thời gian chạy bo thì team tôi lại chết nốt thằng Boy Sermen rồi anh em ạ. Khổ thật sự đấy. Đấy, mà ông ý lại còn không đợi mình hồi sinh. Mình nó bảo là để chạy ra đây để mình hồi sinh rồi. Thanh niên quit luôn. nó bảo để đi ra đây hồi sinh thì thanh niên quit luôn. Kiểu như là cuộc đời này, nhân gian này không còn gì để quyến luyến. Đấy, bố quit luôn. Đấy, mày làm gì được bố. À đây à, con người này. Ở đây. Chạy đâu bạn ơi. Con bot rồi, lại hóa thành bot rồi. Vâng, cái loại mà bị bắn mà không đặt ta keo chỉ có thể là bot thôi.
Đấy, bị bắn không đặt keo thì có thể là boss thôi, xin nhẹ boss cái đầu, đấy, đỡ tốn đạn. Đấy, cái loại mà này gọi là cờ đờ Khang à? Sao Khang lại quit game thế? À, Khang không sợ đồng đội, Khang buồn à? À, khổ thật sự đấy. À, một pha di chuyển lên đến vị trí của Rikaki. 245 viên đạn không biết đủ không nhỉ? Bây giờ bắn mấy team của 4 thằng không biết đủ không? Đấy, chỉ sợ là hết đạn thôi. Ui giời, nguy hiểm quá. Một thanh niên cắn trộm mà thanh niên áo trắng cắn trộm kinh ấy. Vẫn tiếp tục cắn trộm một viên vào đầu rồi thì còn gì nữa. Ui xồi, dũng còi, tí thì mình toang anh em ạ. Tí thì toang và nguy hiểm quá. Quá căng thẳng. Và căng đét nó khá là lẹt luôn. Tí thì toang thanh niên tìm địch bắn căng đấy là lấy thêm tí đạn súng trường. Càng đấy. Ơ, có một thằng nó đi xe ở đây anh em ạ. Tôi nghe thấy có tiếng xe. Sao trên bản đồ lại không thấy có xuất hiện thợ ấy xe nhỉ? Tôi rõ ràng là tôi nghe được có tiếng xe đâu đó nó vang quanh đây. Đấy, nhưng mà mình lại chưa nghe thấy đâu. Mình chưa thấy đâu. Từ ra đây loot tí đồ đã. Đấy, ra loot tí đồ đã. Đấy, ba lô mở rộng, ba lô mỏng rộng. Đấy, là loot thêm máu miếc các kiểu ra. Đấy, tầm này đạn chắc là ok rồi. Đấy, để tí ba lô còn nhặt thêm máu keo kiểu ok. Ok, ôi giời, này có cả xe thần bí này. Ôi giời, lái bỏ chạy rồi. Lái bỏ chạy rồi anh em ạ. Ui trời ơi, tưởng như nào, tưởng qua đây nó làm thịt mình mà không. À, nó quyết định là sẽ không qua đây làm gì mình hết. Ok, di chuyển qua chỗ trường học thôi. Sao? À, anh em thấy quả kiếm ấy đeo sau lưng trông chất lượng à? Quá là chất luôn, chất lượng cơ ngờ. Đấy, à, quá là chất lượng luôn. Ok. Đấy, ok, mày không ok thì tắc cũng ok. Và có thằng nào nhở? Đấy, thử sức mạnh M4A1Z hay quá, lại nhặt được thêm tí bình vào. Đấy, hôm nay đủ rồi, chỉ còn 7 thằng, trận này kiểu gì chả win. Trận này kiểu gì chả top 1. Đấy, nhẹ nhàng như đẩy xe hàng, chưa thằng nào đâu cả. Ở đây có khẩu súng sắc quay tay này. Đấy, mình làm gì bây giờ ta? Và tất nhiên đồng đội mình quýt hết rồi, mình cảm thấy cô đơn anh em ạ. Ôi ta, ôi Phúc Ly lại thịt một cháu rồi, hay quá, nó phải thế chứ. Bắn nhau ở bên trong sở khí rồi, cứ bắn nhau đi, cậu ra cậu hốt sau. Đấy, bắn nhau đi, còn 6 thằng anh em ạ, 6 thằng mình, à thế còn 5 thôi, trừ đi một thằng là thằng mình. Đấy, còn 5 thằng, làm 5 kill nữa, 10 kill kết thúc ván đấu, nó là hợp lý, và hợp lý như một quả bí, ai ạ. Vòng bo lại thu vào xưởng cơ khí. Ôi lại bắn nhau tiếp à? Ôi giời ơi, còn nó 5 thằng. Đây còn 4 thằng ở xa hốt nốt thôi. Đây ơi, đi đâu bạn ơi? Đi đâu đấy bạn ơi? Hay quá, một cháo. gốt tan. Đấy, làm ngay một cháo được của nó mượt. À, nó phải gọi là nó quá mượt anh em ạ. À, tự nhiên lại hốt ngay được con hàng. À, nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Ok, nó lại hồi sinh lại kìa. Vâng, ôi giời, nó lại còn thả cả UAV ra đây. Làm sao? À, hào quang hộ mệnh à. Ui, đây là đông người thế. Hai team bắn nhau, một thằng bị gục, xin hẹn bạn kiếm hạng. Ôi, quân tạ FA, nhẹ nhàng. À, làm sao? Thằng này bướng à. Ui, thằng địch nó vẫn còn bom kèo để cứu đồng đội ạ. À, hơi buồn rồi. Càng đét nó khét là lẹt ạ. Có khi là mình phải quay lại chỗ kia mình nhặt thêm đạn đấy nhỉ. Mình có 100 viên. Thấy cậu phải bắn nhanh hết đạn quá. Đấy, đang có mấy, à, 200-300 viên mà làm đôi mạng lại hết đạn này nó hơi căng. Đấy, có nên đẩy vào không nhờ? À, theo anh em mà mình có nên đẩy vào không? Này, bướng này. Ui, khẩu này mình bắn nhanh hết đạn quá. Phải quay lại đây lấy đạn thôi. Quay lại đây lấy đạn thôi. Cái này có khẩu gì đây? Úi dồi, AWM à? Đấy, không ổn lắm nhờ. Bó cuối mấy AWM thì nó sẽ không được linh hoạt cho lắm. À, càng đét rồi. Đấy, à, mấy thằng này nó định đẩy lên anh em ạ. Mấy thằng này nó định đẩy lên. Ui, mấy thằng này nó định đẩy lên. Càng, ai à. Ui, giờ này vẫn còn có đứng đây móc lốp ạ. Ui, phải nói là cực cắt. Ui, tầm này vẫn còn có thằng nó chạy sau lưng mình được nữa ạ. Ui, làm sao đây. Vâng, trời ơi, cái quần què gì đây. Quá căng đội bắn xăng rồi. Vâng, không ổn rồi. Hỏng rồi. Ui, cái thằng ở dưới nó còn thả UAV lên nữa. Trời ơi, tầm này mà vẫn còn thằng đằng sau lưng thì chịu đấy. Tầm này vẫn còn thằng đằng sau lưng thì bó tay chấm gom rồi. Ui, càng đét ạ. À, con cờ hó này. Tầm này vẫn còn một ông đằng sau lưng thì tôi phải nói là bó tay. Đấy, mày chết. Trạng chấm tuổi. Trạng chấm than tuổi luôn.
Ui không hiểu sao đi test quả súng vất vả quá anh em ạ, đi test quả súng vất vả thật sự. Đấy, ui nó đẩy lên, nó đẩy lên, nó đẩy lên, ui bắn không đủ sức để hạ gục nó. Ui thiệt hết đạn rồi. Ui trời, có một thằng đứng trên sàn giáo nữa kìa. Ui trời, bó tay thật sự, có một thằng đứng trên này. Gốt gốt tàn. Toang rồi, đạn hết rồi, biết làm sao rồi anh em. Còn ba mấy viên, xây nốt cái keo này. Ui tầm mấy thằng này chắc nó phải có một rổ keo anh em ạ. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng thật rồi. Đấy, hỏng thật rồi. 1-2 mà địch nó quá giàu đi. Đấy, chạy, chạy lên đây với chúng tôi. Ui, không bắn gục được nó ạ. Không kéo nó tâm, trời phần mềm lại lỗi quá. Phần mềm 115k lại lỗi thật sự đấy. Hết đạn rồi, và hết đạn rồi. Càng. Ây à, ây à. Có thằng nó lại móc từ bên tay phải sang cái chỗ này trống nữa chứ lại. Đùa chỗ này nó là trong một trường học thì có phải là mình múa được không? Này nó trống quá, nó không có điểm nào để mình né được cả. Còn mỗi hòn đá, ui ôi, lại chơi buôn lịu vào, mấy thằng mắc dại. Và chơi buôn lịu vào, mắc dại đây, chịu rồi. Nó không cho mình bơm máu anh em ạ. Và chơi lịu này, mắc dại rồi. Ui ôi, thế xong rồi. Toang, ném một lịu vào nữa, chịu. Vâng, chịu anh em ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một số thông tin khác. Đây anh chàng FF League Mining. Và anh chàng này đang hé lộ chúng ta đó là thẻ vô cực mùa thứ tư, à mùa tháng tư. Đấy, thẻ vô cực tháng tư thì nó sẽ có cái gì? Thế thì nó sẽ có theo phong cách gọi là kiếm hiệp. Đấy, phong cách kiếm hiệp mực tàu. À, đây. Đấy, Intel Duchess Bander thì tức là gọi là nữ hiệp mực tàu. Đấy, phong cách gọi là mực tàu luôn. Đấy, trông cũng được. Nói chung là trông bộ này trông cũng khá là ok. Cái video này là đến từ anh chàng League Mining. Mấy cái ông này không hiểu, tôi không hiểu sao mà toàn hé lộ những cái thông tin trước ở bên nước ngoài nhá. Xịn sò thật sự. Chúng ta sẽ có một skin M60. Tiếp theo là sẽ có một cái áo phom. Còn đây là một cái tấm như kiểu là cái tấm viết chữ của người ta ngày xưa, tấm thư pháp. À này, tôi nghĩ là cái này nó sẽ gọi là kiếm hiệp thư pháp. Wow, quả hòm sắc đẹp thế. Và hòm sắc là hình cái nghiên mực anh em ạ. Và hình một cái nghiên mực. Còn cái ba lô là hình cái bút. Đấy, gọi là kiếm hiệp thư pháp. Đấy, đỉnh của chóp đấy. Đấy, tiếp theo nhưng mà không có hành động. Đấy, như vậy là tháng 4 là khả năng cao là sẽ có shop huyền bí. Tại vì là thẻ vô cực này không có hành động. Mà không có hành động thì anh em lại chấm cho một điểm. Và không có hành động là thường anh em mà chấm điểm nó thấp lắm. Nói chung là cũng không có gì đặc biệt lắm. Đấy, đây là thẻ vô cực kiếm hiệp thư pháp nha anh em nhá. Hoặc là đại hiệp thư pháp, ví dụ thế. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, hãy video của mình lành mạnh bổ ích, đừng quên để lại mình một like, một subscribe để đẹp trai và được xinh gái nha. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.